năm 2016, ngành hàng lúa gạo được cho là gặp quá nhiều khó khăn. Khi sản xuất thì gặp nhiều thiên tai, còn thị trường xuất khẩu không được như kỳ vọng. Và chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2016, nhưng con số xuất khẩu vẫn cách xa mục tiêu đề ra từ đầu năm. Không phải đến bây giờ, mà ngay khi kết thúc quý 2 năm 2016, ngành hàng gạo đã có những dấu hiệu không lạc quan khi sản lượng xuất khẩu gạo cả nước 6 tháng đã giảm 32% so với cùng kỳ năm 2015. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã làm việc với các ngành hàng, trong đó bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường lúa gạo. Thu gộp lại các mùa màng, các sản phẩm chủ lực mà có ảnh hưởng từ đầu năm. Thứ hai đó là tăng cường vấn đề tháo gỡ rào cản, duy trì tiếp tục mà một số mặt hàng chủ lực mà từ đây đến cuối năm đó, là chúng tôi rất là quan tâm đến vấn đề gạo, đặc biệt là vấn đề gạo thì bộ đã chỉ đạo rất sát sao cái việc là điều chỉnh lịch thời vụ để đảm bảo là bù lại cái phần thiệt hại đầu năm. Trước những khó khăn tại thời điểm đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã hạ mục tiêu về sản lượng xuất khẩu gạo có thể đạt được. Theo đó, thay vì như kế hoạch dự kiến là xuất khẩu 6,7 đến 6,8 triệu tấn cả năm 2016, giảm xuống mức 5,6 triệu tấn. Tuy nhiên, đến nay con số này cũng khó đạt được khi mà 11 tháng mới xuất khẩu được 4,5 triệu tấn. Chúng ta thấy là những cái gạo mà chất lượng kém của chúng ta là rất khó bán trên thị trường thế giới. Và thị trường thế giới vào đây chúng tôi cũng có cái nghiên cứu thấy là xu hướng về chất lượng họ cũng tăng lên. Rồi chúng ta phải một mặt là phải giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm các cái yếu tố đầu vào, giống, rồi nước, rồi phân bón, thuốc trừ sâu vân vân. Vấn đề thứ hai nữa là để tăng cái chất lượng lên thì chúng ta mới đảm bảo được cái tính bền vững và đảm bảo được xuất khẩu lâu dài. Các chuyên gia dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2017 sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi các thị trường lớn giảm hạn ngạch hoặc áp dụng nhiều rào cản kỹ thuật chặt chẽ. Trong khi đó, các nước xuất khẩu gạo là đối thủ cạnh tranh của Việt Nam như Thái Lan, Campuchia đang không ngừng đẩy mạnh xuất khẩu gạo do bội thu trong mùa này. Các doanh nghiệp chúng ta hiện nay đó chỉ lo làm việc hoặc là cứ nói là câu kết với lại thương lái. Người thương lái thì là họ, tức là các cái doanh nghiệp á đưa hết những cái rủi ro về cho thương lái. Thì những bà thương lái này đó một lần đi mua trên cánh đồng chúng ta là có rất nhiều giống. Không phải như bên Thái Lan hoặc Campuchia nó chỉ có 2-3 giống thôi. Còn mình đến cánh đồng nào cũng có 10 giống, 20 giống. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam xuất khẩu. Nhưng 10 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đã giảm 22,5% về khối lượng và giảm 13,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Thời gian gần đây, thị trường này không ngừng tăng các điều kiện về quy chuẩn cũng như điều kiện kiểm dịch với gạo Việt nhập khẩu chính ngạch. Khói nghi ngút, bụi mù mịt. Mỗi đợt sấy, các lò sấy tại đây hoạt động từ 12 đến 14 tiếng. Không chỉ gây tiếng ồn mà còn thải khói bụi ra môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như đời sống sinh hoạt của người dân.